có đại gia chống lưng, Tiki lỗ cả nghìn tỷ đồng trong cuộc đua đốt tiền. Công ty cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý tháng 1 năm 2019, với kết quả khá tích cực. Cụ thể, trong quý đầu năm, VNG mang về doanh thu 12213 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ. Doanh thu của VNG đến từ trò chơi trực tuyến, dịch vụ quảng cáo trực tuyến, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, do tốc độ giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh 27,5%, chiếm tới 589,8 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn 631,5 tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý 1 năm ngoái. Trong kỳ vừa rồi, VNG phải ghi nhận 31,2 tỷ đồng phần lỗ trong công ty liên kết. Tuy vậy, khoản lỗ này đã giảm 34% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các loại chi phí, trong đó chi phí bán hàng tăng 2% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11%, VNG vẫn báo lãi trước thuế 175,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 154,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,4% và tăng 22,6% so với cùng kỳ. Số liệu tại bảng cân đối kế toán cho thấy, giá trị đầu tư vào công ty liên kết của VNG đến 31 tháng 3 năm 2019, không thay đổi so với thời điểm đầu năm, xấp xỉ 521 tỷ đồng. Trong danh sách các công ty liên kết của VNG hiện có Tiki, Onbestasia Group Limited, ABA và công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Truyền thông Thanh Sơn. Vào đầu tháng 2 năm 2016, VNG đầu tư 384,4 tỷ đồng vào Tiki và theo đó, Tiki trở thành một công ty liên kết của VNG với sở hữu của VNG tại đây, ở thời điểm đó là 38%. Năm 2018, số tiền thực góp của VNG tại Tiki tăng lên 506,3 tỷ đồng, thế nhưng do Tiki đã tăng vốn, nên tỷ lệ sở hữu của VNG tại Tiki giảm xuống còn 28,88%. Với mức độ cạnh tranh khốc liệt tại thị trường thương mại điện tử, việc rót vốn vào lĩnh vực này được ví như cuộc đua đốt tiền của các nhà đầu tư. Theo những dữ liệu thể hiện tại các báo cáo thường niên của VNG, thì ngay trong năm đầu nhận vốn đầu tư của VNG, Tiki đã báo lỗ 40,7 tỷ đồng, sang năm 2017, Tiki lỗ tiếp 282,2 tỷ đồng, và con số lỗ này đã tăng lên gấp 3 trong năm 2018 với 756,7 tỷ đồng. Tính ra, chỉ trong 3 năm, Tiki lỗ xấp xỉ 1.080 tỷ đồng. Trở lại với báo cáo tài chính của VNG, tại ngày 31 tháng 3 năm 2019, VNG có tổng tài sản hơn 5.557 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ trong khi nợ phải trả giảm còn hơn 908 tỷ đồng so với con số hơn 1.000 tỷ đồng hồi đầu năm. Mai Chi, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.